Vâng, xin chào các bạn. Trước mặt chúng ta là một tác phẩm Xuôi Về và một cây xanh cổ. Một cây xanh cổ. Nằm trong một cái chậu xi măng rất già, rất lâu. Rất già, rất lâu rồi. Cây này cũng phải hàng chục năm rồi. 4-50 năm rồi. Trước tiên chúng ta nói về bộ rễ đó. Vâng, cái này thì đấy các bạn xem, bộ rễ họ làm rất cẩn thận. Cái điểm này với điểm này nó lối thẳng xuống thì họ khoét này, họ khoét khoét về sau liền sẹo hết thì tạo cái sự cân đối lượn của gốc cây. Đây, cái điểm này họ cắt này. Mình cảm thấy là một số nhà vườn của Bắc Giang thì họ thực sự chú trọng đến bộ tạo rễ. Tán thì họ làm rất đẹp rồi, không nói rồi, nhưng mà họ đặc biệt chú ý về tạo rễ. Đây các bạn nhìn này. Các bạn nhìn rõ không ạ? Họ dùng đục họ khoét hết. Khoét xong về sau nó liền sẹo. Liền sẹo thì tạo thành cái sự già lua đây cái chỗ này. Ngày xưa cái chỗ này thì theo như mình đoán là nó liền một khối như này. Nó liền một khối như này. Đây họ đục này. Các bạn nhìn rõ không? Họ đục tạo các hẻm hốc này, xong về sau liền sẹo hết. Đây điển hình của cái vết đục này cũng là vết đục mới này. Vết đục mới nhưng mà sẹo nó bao dần rồi. Cái này họ cắt lâu rồi, nhưng mà chắc là cái chỗ này nó bằng quá nên họ phải dùng đục họ đục sâu xuống để tạo cái hốc ấy. Cái hốc cây đây, cái hốc như này. Cái hốc như này, xong về sau thì đấy. Đây cái này vết này cũng mới toanh này. Đây, điển hình một cái hốc mà người ta đục xong đây. Về sau nó sẽ như thế này. Rất đẹp. Sự kỳ công của chủ nhân. Gốc thì siêu siêu già rồi. Đây các bạn nhìn này. Nó từng lớp rồi. Càng già nó càng có một cái lớp này nó bong ra. Vô cùng già luôn. Cây này trong chậu cũng cây này trong chậu thì cũng khá lâu rồi, nên là trong quá trình họ vừa làm họ vừa tạo tán đấy, vừa tạo tán. Vâng, đây họ rất chú ý. Đây cái điểm này điểm liền nhau đây, điểm liền như này, liền như này. Họ cắt này họ đục xuống. Đây cũng vậy. Bộ gốc thật tuyệt vời. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ lên cái tay nhé. Vâng, họ cũng nuôi tay tán số 1. Cũng nuôi tay tán 1 luôn. Và mổ ra phía ngoài này họ vặn. Vặn để tạo chi, tạo cành. Tạo chi, tạo cành. Đây, họ nuôi từ đây lên. Cây này cũng rất nhiều công. Rất nhiều công, rất tỉ mẩn. Vâng, chúng ta sẽ nhìn tổng thể của cây. Vâng, một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi video clip của mình. Hẹn các bạn trong video clip sau.